Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ Sencom cho biết các lực lượng của nước này và nước Anh đã bắn hạ 21 thiết bị bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen ngày 9 tháng 1 phóng về phía Nam Biển Đỏ nhằm vào các tuyến đường vận tải biển quốc tế. Lực lượng Hải quân Anh và Mỹ đã bắn hạ 18 thiết bị bay không người lái, hai tên lửa hành trình chống hạm và một tên lửa đạn đạo chống hạm. Đây là vụ tấn công thứ 26 của Houthi nhằm vào các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023. Chưa có báo cáo về thương tích hay thiệt hại nào sau vụ việc trên. Hồi tháng 12 năm 2023, để xử lý các cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ, Mỹ đã thành lập một liên minh hải quân mang tên Chiến dịch Người Bảo vệ Thịnh Vượng để bảo vệ an ninh cho tuyến đường vận tải biển quan trọng vốn chiếm khoảng 12% hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu này. Lực lượng Houthi tại Yemen đã tăng cường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, khiến nhiều hãng vận tải lớn, bao gồm Mezek và hapag Lloyd, buộc phải chọn tuyến đường xa hơn, khiến tăng chi phí gần 250%. Năm 2023, Mỹ ghi nhận 28 thảm họa do thời tiết và khí hậu gây ra như lũ lụt và cháy rừng, gây thiệt hại gần 93 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo ngày 9 tháng 1, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho biết, trong năm ngoái 2023, Mỹ đã phải hứng chịu 28 thảm họa thiên tai, vượt kỷ lục 22 thảm họa của năm 2020. Cháy rừng tại đảo Maui, bang Hawaii đã trở thành thảm họa tồi tệ nhất trong vòng hơn một thế kỷ qua. Nếu tính cả thiệt hại từ lũ lụt do cơn bão đổ bộ bờ đông của Mỹ hồi tháng 12, thiệt hại 93 tỷ đô la Mỹ sẽ chưa phải là con số cuối cùng. Số liệu của NOAA cũng cho thấy nhiệt độ trung bình ở Mỹ trong năm ngoái 2023 là 12,4 độ C, mức cao thứ năm trong lịch sử nước này. Giới khoa học cho rằng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu, thể hiện qua việc các hiện tượng cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nắng nóng xảy ra nhiều hơn và mực nước biển dâng cao hơn. Chính phủ Cuba vừa công bố quyết định tăng gấp 5 lần giá xăng và dầu diesel kể từ ngày mùng 1 tháng 2, từ 25 peso hiện tại lên 132 peso, tương đương với 1,1 đô la Mỹ theo tỷ giá hồi đoái chính thức. Bên cạnh tăng giá xăng dầu lên gần 500%, từ ngày mùng 1 tháng 2, khoảng 28 trạm xăng tại Cuba sẽ bắt đầu thu phí nhiên liệu bằng ngoại tệ đối với khách du lịch, Giới chức Cuba cho biết, việc tính phí xăng dầu bằng đô la Mỹ sẽ giúp nước này tăng thu ngoại tệ và sử dụng nguồn này để chi trả nhiên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế. Chính phủ Cuba dự kiến sẽ thành lập một số trung tâm dịch vụ chỉ bán xăng dầu bằng ngoại tệ mạnh và chấp nhận các loại hình thanh toán quốc tế như thẻ Visa, Mastercard và MIR. -E Cùng ngày, chính phủ Cuba cũng công bố quyết định tăng 25% giá điện đối với những người sử dụng nhiều hơn 300 kWh và giá khí hóa lỏng dân sinh từ tháng 3 tới nhằm cắt giảm mức trợ cấp và khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Ronnie Long, người đàn ông Sam Màu ngồi tù 44 năm vì bị kết tội hiếp dâm, được bồi thường 25 triệu đô la Mỹ 3 năm sau khi được minh oan. Chính quyền thành phố Concord, bang Bắc Carolina, ngày 9 tháng 1 ra thông báo cho biết đã chi số tiền bồi thường để dàn xếp vụ kiện dân sự của Ronnie Long, người đàn ông da màu 68 tuổi, đồng thời xin lỗi ông Long về những tổn hại to lớn cho ông cùng gia đình, bạn bè và cam đoan không xảy ra vụ việc tương tự. Số tiền 25 triệu đô la Mỹ này là một trong những mức bồi thường oan sai lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Trước đó ngày 1 tháng 10 năm 1976, ông Long bị buộc tội cướp của, hiếp dâm một phụ nữ da trắng và bị tuyên án trung thân ở tuổi 21. Sau khi ngồi tù oan tổng cộng 44 năm, 3 tháng và 17 ngày, ông kháng cáo và được bang Bắc Carolina bồi thường 750.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông đã khởi kiện vì cho rằng mức đền bù này là không thỏa đáng.